ăn bao nhiêu đây? 8 là gì nè? Ăn cho cân. Cân ạ. Bán nhặt cho bác con to to rồi. Rồi cô Nguyên đi kìa. Đây là cái nhặt phòng tí kìa cho cô cái này. Không. Cắt sạch chấm vừa, không chấm vừa kéo ở dưới ao lên ạ. Nguyên nó nhiều. Nhân lấy thêm đấy hả? Nhân cho 2 cân thôi. Tôi cắm vào đâu? Không ạ, rồi khi thôi. Là rồi khi thôi. Còn liền nó ngon đấy. Vâng. Thôi cho vào nhá. Dạ vâng. Để ăn dần, có ăn dần. Dạ vâng. Này cái cá đang để đang còn. Cô ơi, cá bao nhiêu một cân thế ạ? 10.000 một cân. Bán cho sổ 2 cân. Được con to đưa cháu. Ừ. Dạ, có gì? Đi về đây. Ừ.